Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Đây, iPhone 12 Pro Max. Tuy nhiên thì hôm nay, chiếc iPhone 12 Pro Max này nó sẽ không cô đơn. Nó sẽ có thêm một người đàn em mới, iPhone 13 Pro Max. Và để coi hôm nay, chiếc iPhone 13 Pro Max vừa mới được ra mắt với con chip Apple A15 cực kỳ mạnh mẽ. Nó có thể chiến thắng người đàn anh của nó hay không? Cùng xem video nhé. Ok, let's go. Điểm qua một chút về hệ thiết bị thì ở bên tay trái của mình đây, chiếc iPhone có tay thọ to hơn một chút. iPhone 12 Pro Max sử dụng con chip Apple A14 Bionic và nó đi kèm với 6GB RAM. Còn ở bên tay phải, iPhone 13 Pro Max mới nhất sử dụng con chip Apple A15 Bionic mới nhất và nó cũng đi kèm với 6GB RAM. Ok, bắt đầu bài test nhé. Và mình sẽ kết nối chung với một địa điểm Wi-Fi S-Media 5G cùng bật Bluetooth và AirDrop. Ok, bây giờ thì bắt đầu bài test thôi. Bây giờ thì cả hai chiếc điện thoại của mình đều không có ứng dụng chạy ngầm. Bắt đầu với ứng dụng đầu tiên là Google Chrome. Và lần này thì có vẻ như hai thiết bị của chúng ta đã đều với nhau. Tiếp tục là YouTube. Wow, lần này thì iPhone 13 Pro Max đã giành chiến thắng. Tuy nhiên thì khoảng cách giữa iPhone 12 Pro Max và iPhone 13 Pro Max vẫn là chưa đáng kể. Tiếp tục với CapCut nha. Ok, và bây giờ thì mình đã vô cái trình video của mình. Và mình đã chèn thêm một lớp effect. Thậm chí là mình đã thêm cả một filter vô. Bây giờ thì mình sẽ kéo lên 4K 60fps. Ok, bắt đầu xuất thôi. Và mình lựa chọn ứng dụng CapCut này là do hiện tại chúng ta sử dụng TikTok khá là nhiều. Và mình nghĩ là CapCut rất phù hợp, rất là tiện dụng để chúng ta chỉnh sửa, chúng ta xuất, chúng ta edit clip để up TikTok. Cho nên là mình quyết định là sử dụng CapCut bởi vì nó tiện mà. Đó, một cái video 4K không thể làm khó được hai thiết bị rất là mạnh mẽ của Apple. Ok, và có vẻ như là nó đang xem nhau. Đúng là hai thiết bị của chúng ta đang xem nhau. Wow, một cuộc đua song mã giữa hai thiết bị. Và liệu là iPhone 13 Pro Max có chiến thắng? Và đúng rồi, iPhone 13 Pro Max đã nhanh hơn, nhưng mà nhanh hơn một xíu 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 mà thôi. Chúng ta phải để ý rất là kỹ. Tiếp tục với lại sample run 2. Rồi, lần này thì có vẻ như iPhone 13 Pro Max đã thua mất tiêu rồi. Đó, 12 Pro Max mình đã vô. Và bây giờ iPhone 13 Pro Max mới vô. Ok, chiến thắng dành cho iPhone 12 Pro Max. Tiếp tục, mình sẽ chọn Call of Duty. Đây, đây là một tựa game cũng khá là nặng và mình thấy đồ họa của nó rất là đẹp cho anh em chúng ta chơi. Và lần này, wow, iPhone 13 Pro Max đã thể hiện sức mạnh của mình, nó đã chiến thắng. Và chiến thắng cách biệt cho iPhone 13 Pro Max. Tiếp tục là Modern Combat 5. Ok, bây giờ thì bỏ qua quảng cáo này, bắt đầu lát thôi. Và có vẻ như iPhone 13 Pro Max một lần nữa đã giành chiến thắng. Ok, lần này thì chiến thắng đã giành về iPhone 13 Pro Max. Tiếp tục PUBG Mobile. Wow, ứng dụng PUBG này thì chúng ta sẽ phải đợi lát hơi lâu một xíu. Đây, để xem coi ai là người chiến thắng trong tựa game PUBG này. Và có vẻ như iPhone 12 Pro Max đã vào trước. Liệu 12 Pro Max có chiến thắng hay không? Hay là một màn lật kèo cho iPhone 13 Pro Max? Và lần này iPhone 12 Pro Max đã vào trước rồi. Đó, một chiến thắng dành cho iPhone 12 Pro Max. Hơi khó hiểu một chút đúng không? Ok, tiếp tục Liên Quân Mobile. Sẽ là một màn trả thù cho iPhone 13 Pro Max hay là tiếp tục bằng nhau, hay là iPhone 13 hay là iPhone 12 Pro Max sẽ chiến thắng? Wow, lần này thì cả hai thiết bị đều lát bằng với nhau. Bây giờ tiếp tục Asphalt 9. Và mình nghĩ là hồi nãy khi mà chiếc iPhone 13 Pro Max thua chiếc iPhone 12 Pro Max ở quá trình lát game PUBG Mobile thì mình nghĩ là có thể do iPhone 13 Pro Max chưa được tối ưu tốt. Đó, lần này Asphalt 9 một lần nữa iPhone 12 Pro Max lại giành chiến thắng. Tiếp tục Genshin Impact. Ok, và đã có hai sự bất ngờ từ iPhone 12 Pro Max, hai chiến thắng cho iPhone 12 Pro Max. Và khi mà mình test á, mình nghĩ là iPhone 13 Pro Max sẽ chiến thắng hết cơ. Đó, lần này thì 13 Pro Max cũng đã vào trước. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với Geek Band 5. Ok, run thôi nhé. Đó, iPhone 13 Pro Max đã lát xong. Và điểm số đơn nhân của nó là 1723 điểm. Điểm số đa nhân là 4536. Trong khi đó, chiếc iPhone 12 Pro Max của mình cũng vừa mới lát xong. 1593 điểm cho điểm đơn nhân và 4020 điểm cho điểm đa nhân. Đó, điểm đa nhân tăng thêm 500 điểm và điểm đơn nhân chỉ tăng được 200 điểm mà thôi.
Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem 6GB RAM thì máy nào sẽ tối ưu tốt hơn nhé. Đầu tiên là trong đều bằng nhau, YouTube đều bằng nhau, không ứng dụng nào phải loát lại. CapCut cũng như vậy, tiếp tục Tempo Run 2 không phải loát. Và mình nghĩ là 6GB RAM mà, và hai thiết bị iPhone của chúng ta cũng rất là mạnh mẽ, rất là cao cấp ở thời điểm hiện tại, cho nên là không ứng dụng nào phải loát lại cả. Nhưng mà có vẻ như là Modern Combat 5 đã phải loát lại. Và lần này thì iPhone 12 Pro Max đã loát vào trước, tiếp tục là iPhone 13 Pro Max. Ok, PUBG Mobile không phải loát lại. Liên quan Mobile, cả hai ứng dụng của chúng ta cũng không phải loát lại. Và vậy là có một cái gì đó ở. Và lần này Aspect 9 cũng phải loát lại. Đó, hồi nãy thì mình đang nói là có một cái gì đó ở Modern Combat 5. Và Genshin Impact cũng không phải loát lại. Và cuối cùng, Geekbench cũng không phải loát lại. Như vậy thì các bạn cũng đã thấy kết quả rồi. Đa nhiệm thì hai máy y như nhau. iPhone 12 Pro Max thậm chí là còn kiểu... Đó, và sau bài speed test thì chúng ta cũng đã thấy được iPhone 13 Pro Max vẫn vượt trội so với iPhone 12 Pro Max. Tuy nhiên thì có một vài tựa game iPhone 12 Pro Max đã loát nhanh hơn. Và đây có thể là do vấn đề iPhone 13 Pro Max sử dụng con chip Apple A15 mới chưa được tối ưu tốt, cho nên là một vài game nó vẫn đang còn gặp vấn đề một chút. Vậy nên chúng ta sẽ cần thêm một ít thời gian để đánh giá thêm về con chip Apple A15 Bionic này. Còn về phần đa nhiệm thì cả hai chiếc máy đều có 6GB RAM và Apple quản lý RAM rất là tốt, cho nên là về phần đa nhiệm thì không có vấn đề gì cả. Vậy thì các bạn thấy sao về chiếc iPhone 13 Pro Max này? Các bạn có muốn mình làm bài speed test với Galaxy Z Fold 3 hay không? Để lại bình luận cho mình biết nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye.